Em cao 1m65. Dạ, thì cân nặng của em khoảng 47-48kg. Em thấy như vậy là hơi bị ốm á. Em cũng cố gắng ăn nhiều rồi nhưng mà chắc tại chưa có ai anh nào nấu ăn cho em nên em chưa có mập lên được. Yên tâm đi, có em bé là lên cân liền mà, vợ ăn vậy đó. Em cũng đang mong có anh nào nấu ăn cho em. Rồi hai anh ơi, hai anh Trí Nhân, Trí Nghĩa cao mét mấy nè? Mình cao 1m8. Trí Nhân cao 1m8 nha. Trí Nghĩa thì cao 1m8. Cao nhau. Cao quá em có sợ không cưng? Cao quá em cũng sợ. Sợ gì trời? Sao mấy anh đẹp trai mà cao thì thường mấy bạn gái hay chú ý anh. Chú ý đi thì hay chú ý đến em không? Ghen. Em bị chú ý gì đâu. Em có ghen. Chấm điểm ghen của mình là trên thang điểm 10, em được mấy điểm ghen? Chắc cỡ 7. Trời ơi, cũng khá khá rồi đấy. Đúng rồi. Trước đây có ghen với ai bao giờ chưa? Có. Mấy người rồi? Cỡ nếu mà yêu thì cỡ được 3 người thì chắc ghen 3 người. Chắc ghen 3 người. Sợ không các bạn? Nhân và Nghĩa có sợ con gái ghen không? Ghen thì ghen ghê lắm, mình không có đỡ được chuyện đâu anh. Em ghen là em mặt em bí xị, em buồn, xong về em nói ra vậy anh không có được làm cái này cái kia, anh không được nhìn cô này cô kia vậy thôi. Chứ em không có làm gì hết. Không có đùng đùng lên phải không bạn? Không có đùng đùng lên phải không bạn? Không có đùng đùng lên phải không bạn? Mình về nhà rồi mình sẽ đóng cửa nói chuyện với nhau. Đóng cửa dễ giải quyết mọi vấn đề hơn nhờ. Gái thường mới ghen thôi. Đúng rồi, chính xác. Vậy hai anh Nhân Nghĩa có ghen không? Có. Có ghen luôn? Có nhưng mà ít thôi. Ít thôi. Mình chồng mình hiểu người bình thường rồi. Ghen có phản ứng khoa học gì ghê gớm không? Vậy là cả chúng ta có thấy được là cô nàng Cẩm Tú này cũng biết chừng mình và kiểm soát cái cơn ghen của mình. Đúng. Hy vọng rồi em sẽ làm được điều đó. Chứ anh nghe nói Quy Nhơn, Bình Định rồi ha. Rồi Bầu Đá rồi ha. Gái mình cũng rõ ghê lắm. Ghen luôn một cái là quýnh chồng ghê lắm. Đâu có đâu anh. Em giả mèo không à. Em cào cào không à. Vậy luôn hả? Em cào không à. Cho em quýnh giả. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Yêu quá. Cào chảy máu không? Không. Cào chảy mỡ không? Trời ơi. Cái nơi này hâm dọa của em dễ thương quá. Cô nàng này mặc dù điện thoại nhìn nó đơn giản nhưng mà cô nàng có một cuộc sống rất là khá là phức tạp nha. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.